tôi vẫn có một cái thắc mắc là tôi thấy con cái lúc mà tôi quăng ra màn hình ra đây, con máy bay ra đây, con Pain ra đây đứng, con Slenda đứng ở đây đang hồi máu được hơn nửa mình rồi. Mà tại sao không thấy con Slenda ra đây? Hay là tôi lạc qua thế giới khác ta? Cái này có phải là tôi lạc qua thế giới khác không? Cái game này tôi thấy là lạ sao nhỉ? Vâng, gậy xanh đến từ vị trí của Enigma với một item cực kỳ chí mạng. Mặc dù từ đầu đến giờ anh ôm không trúng phát nào, nhưng mà lên một cái gậy xanh đôi lúc là để dọa dồ đối thủ thôi, đôi lúc để làm cho đối thủ sợ thôi. Vâng, Min Mai được add thẳng vào trong ulti Black Hole của mình. Vâng, double Min Mai. Vâng, thả một cái Min Mai ra rồi ôm Black Hole vào. Thì đừng nói là 5 thằng này, tôi cho có 50 thằng đứng ở đây thì một phát một thì cũng phải chết thôi. Đừng nói là 2,5k máu, có cho 25,000 máu thì một ôm thì cũng quăng luôn. Và không chống được đến từ một ulti, đến từ vị trí của con Enigma này. Và một cái gậy xanh có lẽ là một item chí mạng của Enigma tính tại cái thời điểm hiện tại này. Và không một item nào có thể mắc quỳnh hơn một cái gậy xanh này. Và một phát ôm có thể tống tiễn được 50 người lên bảng. Một phát ôm để tống tiễn một hero 50k máu lên đường. Và một cái gì đấy đang rất mắc quỳnh, và sẽ là một phát ôm chí mạng đến từ vị trí của Enigma. Vâng, Blink cực kỳ nhanh tay đến từ vị trí của Enigma. Và Pain là người nằm xuống rồi. Tiếp theo có lẽ là đến vị trí của Slenda. Vâng, Slenda là người nằm xuống. Vâng, tiếp theo là máy bay. Vâng, du ngủ vào bóng của Tini. Vâng, ulti vào vị trí của Tini. Vâng, có lẽ là Tini nằm xuống rồi. Nhưng không, nhà sẽ vỡ. Vâng, chiến thắng dành cho bên phía Team 2. Vâng, như vậy lên gậy xanh nhưng mà vẫn chưa được có cái cơ hội ôm. Úi dồi, lại còn chết luôn không ạ? Vâng, rất đáng tiếc, một tình huống chết rất yểu đến từ vị trí của Enigma. Vâng, chúng ta cùng đến với game 3.